Đây là ngôi nhà của gia đình em Trịnh Thu Uyên ở xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm. Nhà xây từ năm 2011, bây giờ đã xuống cấp, rột nát nhiều chỗ. Bà nội Uyên năm nay ngoài 80 tuổi, mỗi khi mưa to, gió lớn, mấy bà cháu lại xuống gầm phản nằm vì sợ kèo gãy, ngói rơi. Bão to thì sợ là cái này nó gãy, thì rơi ngói vào đầu thì chết. Sao nghĩ ra mà chui gầm phản này chắc nhất. Tiếp chúng tôi, bà Duyệt cứ nghẹn ngào, không nói lên lời. Bà thương cho đứa cháu mồ côi, tủi cho phận mình, kẻ đầu bạc, tiễn người đầu xanh. Năm 2008, anh Trịnh Văn Thực, bố của Uyên, bị tai nạn mất sức lao động. Đến năm 2015, anh phát hiện mắc ung thư thực quản. 6 tháng sau thì bỏ lại mẹ con Uyên và mẹ già, ra đi mãi mãi. Bà Duyệt hàng ngày vẫn tận dụng những khoảng đất trống ven đường để trồng rau. Không chỉ đủ cho mấy bà cháu rau ăn, mà mỗi ngày bà cũng mang bán được 5 tới 10.000 đồng, trang trải thêm cho cuộc sống. Từ ngày chồng tai nạn mất sức lao động, mẹ Uyên, chị Nguyễn Thị Yến bội phần nặng gánh gia đình. Năm nay chưa đến 40 tuổi mà sức khỏe đã suy giảm, nay ốm mai đau. Cuộc sống bị thoái hóa khiến chị chẳng làm được những việc nặng nhọc. Hàng ngày chị đi làm thuê cho những gia đình làm nghề đúc đồng trong làng. Buổi nghỉ, buổi làm nên cả tháng cũng chỉ được 1,5 triệu. Năm ngoái, cô con gái lớn Trịnh Như Phương đỗ Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Vui vì con gái ngoan ngoãn, giỏi giang nhưng nỗi lo còn chồng chất hơn nhiều. Cháu lớn nhập học tháng 8 thì nhập học là phải đóng 9 triệu. Cháu thì bảo là thì em bảo là hay thôi con học hết cấp 3 thì nghỉ ở nhà đi làm. Nhưng mà cháu cứ muốn đi học. Thu Uyên là con út trong nhà. Người ta bảo giàu con út, khó con út. Dường như Uyên cũng thấu hiểu điều đó. Từ nhỏ, Uyên đã rất ngoan ngoãn và chịu thương chịu khó. Mỗi khi đi học về, Uyên lại làm những công việc nhà, tranh thủ cùng bà trồng rau. Khi lên lớp 6, Uyên được quỹ khuyến học tặng chiếc xe đạp vì có thành tích tốt trong quá trình học tập. Ở trường, Uyên không chỉ học giỏi mà còn rất năng nổ trong các hoạt động ngoại khóa của trường. Thu Uyên có một cái sức học tốt. Em đặc biệt có lợi thế về những bộ môn khoa học xã hội. Tư duy diễn đạt của em tương đối là tốt, mạch lạc. Thu Uyên sẽ là những cái tấm gương về nghị lực vượt lên trên hoàn cảnh khó khăn để học tập. Đây là một cái tấm gương mà cho học sinh toàn trường của chúng tôi sẽ học tập và noi theo. Thu Uyên có đam mê với hội họa. Những nét vẽ đầu tiên, em vẽ mẹ và những người phụ nữ Việt Nam. Trong sâu thẳm tâm hồn, em dành cho mẹ tình yêu thương khó nói lên lời. Ước mơ của cháu trở thành họa sĩ để vẽ những thứ gì tốt đẹp nhất. Sau khi mà cháu đã trở thành họa sĩ thì cháu muốn vẽ cái gì? Cháu vẽ mẹ cháu. Vì sao? Vì mẹ là người luôn sinh ra cháu và vất vả nuôi cháu. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, song cô học trò mồ côi vẫn luôn giàu nghị lực và giàu ước mơ. Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các bạn học sinh đã đến với buổi lễ trao học bổng chắp cánh ước mơ tại trường Trung học cơ sở xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm. Chương trình do VNPT Hưng Yên và Vietcombank Hưng Yên tài trợ, Sở Giáo dục và Đào tạo bảo trợ thông tin và Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên thực hiện. Đến với buổi lễ trao bổng ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của các vị đại biểu khách quý. Về phía nhà tài trợ VNPT Hưng Yên, xin được trân trọng giới thiệu ông Vũ Quang Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh VNPT Hưng Yên. Về phía nhà tài trợ Vietcombank Hưng Yên, xin được trân trọng giới thiệu ông Vũ Việt Hùng, Phó Chủ tịch Công đoàn Vietcombank Hưng Yên, trưởng phòng khách hàng bán lẻ. Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo, xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Duy, trưởng phòng chính trị tư tưởng. Về phía nhà trường, xin được trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Văn Huyên, hiệu trưởng nhà trường. Và ngày hôm nay thì Trịnh Thu Uyên sẽ nhận được suất học bổng trị giá 12 triệu đồng do Vietcombank Hưng Yên và VNPT Hưng Yên tài trợ. Sau đây thì chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu ông Vũ Quang Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh VNPT Hưng Yên và ông Vũ Việt Hùng, Phó Chủ tịch Công đoàn Vietcombank Hưng Yên, trưởng phòng khách hàng bán lẻ sẽ lên trao học bổng cho em Trịnh Thu Uyên. Xin trân trọng cảm ơn nhà tài trợ VNPT Hưng Yên và Vietcombank Hưng Yên đã trao suất học bổng cho em Trịnh Thu Uyên. Tới đây thì chương trình cũng xin được tạm dừng. Nếu như quý vị cảm thấy đồng cảm với hoàn cảnh của Trịnh Thu Uyên thì hãy đừng ngần ngại chia sẻ với em những khó khăn trong cuộc sống. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vietcombank, chung niềm tin vững tương lai.